Thưa quý vị, cùng với kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã và đang đẩy mạnh kế hoạch truyền thông du lịch trong tình hình bình thường mới nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn. Chúng tôi chưa bao giờ đóng cửa. Những hình ảnh mới nhất truyền tải thông điệp Đà Nẵng now open, Đà Nẵng đón bạn trở lại đã được truyền đi trên nhiều kênh truyền thông online, các trang mạng xã hội nhằm quảng bá sự mở cửa trở lại các hoạt động của thành phố Đà Nẵng nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Đây cũng là một phần trong chiến lược truyền thông của du lịch Đà Nẵng giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mình luôn tin chắc rằng Đà Nẵng sẽ là một nơi điểm đến rất là an toàn cho tất cả khách mà ngoài tỉnh. Sản phẩm của du lịch Đà Nẵng càng ngày càng tiến triển, điểm đến thú vị cho tất cả những khách nội địa cũng như nói riêng và quốc tế nói chung. Trong giai đoạn 1 này, Sở Du lịch thành phố cho biết sẽ xây dựng trang nội dung riêng trên cổng thông tin du lịch Đà Nẵng để cập nhật nhanh, đầy đủ những thông tin cho du khách và các doanh nghiệp du lịch như các thông tin quy định về phòng chống dịch, thông tin đón khách du lịch. Trong đó, chú trọng xây dựng điểm đến an toàn. Chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái đợt đi kiểm tra, thanh tra các cái hoạt động chấp hành cái quy định phòng chống dịch để đảm bảo cho cái điểm đến nó thực sự an toàn. Trong giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, ngành du lịch thành phố sẽ bắt tay vào chiến dịch truyền thông tiếp theo, truyền thông thông điệp Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng, với mục tiêu đẩy mạnh sự hiện diện của du lịch Đà Nẵng trên các báo điện tử, các kênh truyền hình, các trang mạng xã hội, tăng cường phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch, các hãng hàng không tại địa phương và các tỉnh thành nhằm liên kết, liên minh quảng bá du lịch, đồng thời tăng cường các hoạt động marketing số trong khai thác quảng bá du lịch.